Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách sử dụng hàm index và hàm max để dò tìm dữ liệu trong Excel thay thế cho hàm VLOOKUP. Hạn chế của hàm VLOOKUP khi dò tìm dữ liệu đó là khi mà chúng ta lấy dữ liệu ở phía bên trái mà dò tìm dữ liệu ở bên phải của bảng thì nó sẽ không dò tìm được. Ví dụ như là chúng ta muốn tìm ID, ID này nó nằm ở bên trái của cột tên trong cái bảng này, thì mà mình muốn dò tìm dựa vào tên để tìm ID thì hàm VLOOKUP nó sẽ không làm được. Đây ví dụ mình demo luôn, vào VLOOKUP dựa vào tên cùng dữ liệu, cùng dữ liệu nếp vốn để cố định lại cột thứ nhất cho cái bảng này và dò tìm chính xác phone, nó sẽ bị lỗi là lỗi LA không tìm thấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp hàm index và hàm max thì nó sẽ tìm được. Và các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hàm index và hàm max. Sau đó mình sẽ kết hợp giữa hàm index và hàm max demo cho các bạn. Đầu tiên là hàm index. Hàm index là hàm gồm có ba phần tử. Phần tử thứ nhất là array, tức là vùng dữ liệu chứa giá trị chúng ta muốn tìm. Thứ hai là column, vị trí dòng mà chúng ta muốn lấy giá trị. Đấy. Thứ ba là column 5, cái này là có thể chọn hoặc không vị trí cột mà chúng ta muốn lấy giá trị. Đấy, bây giờ mình sẽ demo cái hàm index cho bạn xem nhé. Hàm index này, bây giờ mình muốn dò tìm cái phòng ban ở dòng thứ bảy, tức là cái phòng ban này ở dòng thứ bảy nó là cái nào. Bây giờ mình sẽ demo cái hàm index cho bạn xem nhé. Hàm index đầu tiên là hàm index bạn sẽ bằng index này. Đây là vùng dữ liệu chứa giá trị bạn muốn lấy. Ở đây thì cái column 5 này nó có thể chọn hoặc không tùy vào từng trường hợp. Nếu như mình chọn cả cái bảng này, cái array này nó là cả cái bảng này thì mình sẽ phải chọn cái column 5 này. Đấy, nếu như mình chọn cái vùng dữ liệu nó cụ thể rồi thì mình không cần phải chọn column 5 nữa. Bây giờ mình sẽ demo cho bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ demo cái trường hợp là không điền cái column 5 thì nó sẽ có tìm được không. Thì đầu tiên là vùng dữ liệu chứa giá trị muốn lấy đúng không? Đó, ví dụ như là mình muốn lấy giá trị phòng ban, muốn tìm cái phòng ban ở dòng số 8 thì mình sẽ chọn cái vùng dữ liệu là phòng ban này đúng không? Sau đó gì? Nó ở dòng số 8 thì mình sẽ điền số 8 vào đây, vị trí số 8 vào đây. Bây giờ thì mình chọn cái vùng dữ liệu chính xác nó là phòng ban rồi thì mình sẽ không cần điền cái column 5 nữa. Các bạn hiểu không? Bây giờ mình enter nó sẽ tìm được cái là ID. Đó. Ở đây là vị trí cột phòng ban này. Và dòng số 8 này, dòng số 8 này. Giao ra đây nó chính là IT này. Rồi. Nếu như mà mình muốn sử dụng column 5 đúng không? Thì ở đây mình không chọn giá trị cụ thể ở vùng dữ liệu chứa giá trị cụ thể nữa mà mình chọn cả cái bảng này như thế này. Sau đó đến số dòng này. Sau đó đến số cột. Phòng ban nằm ở cột 3 đúng không? Thì lúc này nó sẽ tìm được là IT. Thế nhưng mà thường thì chúng ta chọn cái vùng dữ liệu chứa giá trị cụ thể thì mình không cần điền cái này nữa. Cái này có không tùy trường hợp. Đây, phòng ban. Ok. Vậy là chúng ta đã tìm được cái phòng ban ở vị trí số 8 nó là IT, vị trí dòng số 8 nó là IT. Còn cái tiếp theo là cái hàm max. Hàm max nó cũng gồm ba giá trị. Thứ nhất là lookup value là giá trị cần tìm. Thứ hai là lookup array là vùng chứa giá trị mà chúng ta muốn tra cứu. Thứ ba là max height đó là tìm chính xác hoặc là tương đối. Thì thường là sẽ tìm là chính xác và chúng ta điền là không. Bây giờ mình sẽ demo cái hàm max cho bạn xem nhé. Hàm max này, giá trị cần tìm. Giả sử như là mình muốn tìm cái ID 109 nó là mà dòng bao nhiêu, 109 đúng không? Đấy, 109 này, chọn cho nó nằm ở dòng bao nhiêu.
Tiếp theo là vùng chứa giá trị muốn tra cứu đúng không? Điều vùng chứa giá trị muốn tra cứu là 109 nó nằm ở cột A này, ID nó nằm ở cột A thì mình sẽ chọn cái vùng chứa chứa nó. Tiếp theo là mark time mình sẽ chọn là dò tìm chính xác và enter. Lúc này nó sẽ tìm được ID có giá trị 109 nằm ở dòng số 10. Nằm dòng số 10 trong cái bảng này. Đấy, thì bây giờ để mà kết hợp giữa hàm mark và hàm hàm index thì chúng ta đã thấy có sự liên kết rồi đúng không? Hàm mark nó sẽ tìm được dòng. Từ cái dòng đấy chúng ta sẽ tìm được cái giá trị chúng ta cần tìm. Kết hợp giữa hàm index và hàm mark để dò tìm các cái ID, các phòng ban cho các cái ID này. Hoặc là mình tìm tên nhé, tìm tên đi. Bây giờ mình sẽ dò tìm này, index này, index vị trí đầu tiên là array vùng dữ liệu chứa giá trị muốn lấy. Bây giờ mình muốn lấy là tên, mình sẽ chọn cái vùng dữ liệu mà chứa cái giá trị mà chúng muốn lấy. Sau đó chúng ta cố định lại bằng cách bôi đen và ấn F4. Cái phần tử thứ hai đó là vị trí dòng mà chúng ta muốn lấy thì chúng ta phải sử dụng hàm mark. Mark đó. Mark. Để tìm hàm mark của cái ID 101 này thì chúng ta sẽ chọn là đầu tiên giá trị đầu tiên là giá trị cần tìm nó chính là 101. Tiếp theo là vùng chứa giá trị muốn tra cứu. Tức là cái ID trong cái bảng này nó nằm ở cột A thì mình sẽ chọn ở đây. Đó. Sau đó mình cố định lại. F4, F4. Rồi, tiếp theo giá trị thứ ba đó là giá trị dò tìm chính xác. Chúng ta sẽ điền 0. Đóng ngoặc lại. Lúc này là mình đã đủ dữ kiện để mình tìm kiếm rồi. Bởi vì mình chọn là cái vùng dữ liệu cụ thể là tên. Mình không cần phải điền cột nữa. Bởi vì cái cột này nó là cái tùy chọn có hoặc không có. Tùy trường hợp. Bây giờ trường hợp mình tìm cái vùng dữ liệu cụ thể thì mình không cần nữa. Mình chỉ cần enter là nó sẽ tìm được là Nguyễn Văn A. Các bạn nhìn này. Enter. Đó, các bạn thấy không? Sẽ tìm được Nguyễn Văn A. Bây giờ mình chỉ cần copy công thức. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ tự động nó tìm được. Đây này. Tự động tìm được. Giả sử bây giờ mình sửa thành 102 nhé. Thì nó sẽ là Trần Thị B ở đây. Đó, các bạn thấy không? Ok. Bây giờ mình sẽ thêm một cái cột là lương nhé. Cũng hàm index. Cũng là mình hàm index nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn vùng dữ liệu mà chúng ta muốn tìm, nó là lương trong cái bảng này. Sau đó chúng ta cố định lại F4. Sau đó chúng ta chọn gì? Chúng ta hàm vị trí là dòng. Để tìm dòng chúng ta sẽ sử dụng hàm mark dòng của cái ID 101 trong cái bảng này, trong cái cột ID này. Đó. Tiếp đến là cái vùng dữ liệu chứa giá trị muốn tra cứu này. Đó. Sau đó chúng ta cố định lại. Chúng ta chọn dò tìm chính xác. Đóng ngoặc lại. Ấn Enter. Đó, lúc này nó sẽ tìm được giá trị lương của cái ID 101 này là 10, đúng không? 10.000. Đó, các bạn thấy không? Rất là chuẩn. Vậy cái hàm VLOOKUP này nó có làm được không? Mình nói là có làm được. Nhưng tại sao lại lên sử dụng index mark? Thì mình sẽ nói tiếp nhé. Bây giờ mình muốn tìm cái sử dụng hàm VLOOKUP đúng không? Nó cũng dò tìm được thôi. Hàm VLOOKUP giá trị cần dò tìm vùng dữ liệu đó, vùng dữ liệu F4 lại, cố định lại. Tiếp theo là gì? Số cột mà chúng ta muốn lấy, vị trí cột mà chúng ta muốn lấy, ví dụ như là tên đúng không? Tên
tên nó là cột 2 trong cái bảng A này. 2. À, chúng ta sẽ dò tìm là chính xác. Ô, chúng ta sẽ điền for đây. Nó sẽ tìm được cái tên của cái ID 101 này. Nó giống, nó cũng là Nguyễn Văn A thôi. Chúng ta copy công thức thì nó cũng vẫn vẫn là cứ là ok thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại sử dụng hàm index và hàm max mà lại không nên sử dụng hàm vlookup? Là bởi vì như thế này. Bởi vì như thế này, nếu như mà chúng ta tìm ID dựa vào tên đấy. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ xóa đi này. Chúng ta muốn muốn tìm ID dựa vào tên. Trong cái trường hợp này thì hàm VLOOKUP nó sẽ không làm được các bạn. Hàm VLOOKUP trước nhé. Bây giờ mình sẽ tìm ID dựa vào tên, tức là cái ID này nó nằm ở bên trái của cái giá trị chúng ta muốn tìm kiếm này. Bây giờ mình sẽ demo cho bạn hàm VLOOKUP nó có tìm được không. Dựa vào tên, tức là cái tên này nó không phải là làm, không phải là cái cột ngoài cùng nữa, mà nó là cái cột bên trong, thì nó có tìm được không. VLOOKUP này, cùng dữ liệu này, cố định lại thứ ba là cột ID là một đi, là còn một false. Nó sẽ không tìm được, nó sẽ bị lỗi này. Thế nhưng mà hàm index max thì sao? Hàm index max à? Y bằng index này, giá trị cùng dữ liệu, chúng ta muốn tìm đúng không, là ID. Rồi sau đó chúng ta gì, cố định nó lại. Tiếp theo dòng giá trị cần tìm là thằng Nguyễn Văn A. Nguyễn Văn A làm ở cột B, cố định lại. Sau đó chọn dò tìm chính xác, enter, nó sẽ tìm được ngay. Đó các bạn thấy không, nó sẽ tìm được luôn. Đó, đó chính là hạn chế của hàm VLOOKUP so với hàm index max. Nó sẽ có thể tìm được giá trị ở cột bên trái của nó. Còn cái hàm VLOOKUP này thì cái giá trị dò tìm nó phải làm ở cột ngoài cùng này, và nó tìm những cái cột ở bên trong. Còn riêng hàm index max này thì nó nằm ở bất cả cột nào nó cũng đều tìm được hết. Đây, index này, giá trị cần tìm nó nằm ở cột lương này. D này, chúng ta sẽ cố định lại này. Tiếp theo, đến hàm max này, giá trị cần tìm là Nguyễn Văn A này. Nguyễn Văn A tên nó nằm ở cột B này, mình sẽ chọn là B này, cố định này, dữ liệu này lại này. Sau đó chọn dò tìm chính xác này, enter này, nó sẽ tìm được luôn. Còn VLOOKUP chịu sẽ không tìm được như thế này. Các bạn có thấy ưu điểm của hàm index và hàm max so với hàm VLOOKUP chưa? À, hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn hiểu được ưu điểm của hàm index max so với hàm VLOOKUP, và mình khuyên bạn nên sử dụng thành thạo hàm index max để dò tìm dữ liệu thay cho hàm VLOOKUP. Có những trường hợp chúng ta không thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm được, nên vậy nên là chúng ta nên thành thạo hàm index max trong Excel để dò tìm dữ liệu là đủ rồi. Đấy. Nếu video này hữu ích với các bạn thì bạn đừng quên like, share và đánh kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.